Chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng cho một ngày nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình ở nhà còn cái gì mình làm đấy các bạn, còn có một lon nếp thôi. Hôm trước nay mình mua 1 ký mà mình nấu còn lon là các bạn. Mình để dành. Mình ăn không hết thì mình chừa chừa lại đó các bạn. Đậu phộng thì ăn rồi còn một miếng nè, đậu phộng rang mà mình giã nhỏ rồi nè các bạn. Đó rồi hôm nay bày ra. Đậu xanh thì cũng còn một ít, 100g đậu xanh, một lon nếp nè. Hồi khuya mình dậy sớm là mình đã ngâm đậu xanh rồi, rồi mình rửa sạch rồi nè các bạn, mình rửa với nước muối. Một lon nếp này mình cũng đã ngâm rồi đó các bạn, hồi 5 giờ khuya, bây giờ là 9 giờ sáng rồi đó. Còn con mình nó đi làm, bạn nó cho sầu riêng rụng nè các bạn. Đáng lẽ ra mình ngâm nếp mà còn nước cốt dừa, mình bỏ nước cốt dừa vô cho nó ngon, mình để nước cốt dừa cho nó ngon. Mà sầu riêng này á, hả là mình để tủ đông, nay mình lấy ra nè. Tại vì nó rụng, nó hở vỏ ra rồi, nó nhạy cảm với con này con kia đó, vi khuẩn này kia nọ mình không dám ăn. Mà nó rất là chín nó mới rụng như vậy các bạn, sầu riêng thiên nhiên. Mà đi nó lượm đem vô xảo cho bạn đó, mình để dành nấu chè hoặc là hôm nay mình lấy ra nấu xôi. Mà nếu nấu xôi bằng sầu riêng thì trong sầu riêng nó có độ béo, độ bổ và độ ngậy riêng của nó. Mình không có làm nếp này, mình không có ngâm dừa nha các bạn, mình khỏi ngâm dừa đi, mà mình khỏi có làm lá dứa nữa. Nếu mà lá dứa với sầu riêng thì nó cái mùi nó lại khác đi, nó biến mùi của sầu riêng đi, không ngon. Thì hôm nay mình muốn nấu đậu xanh với là nếp với là sầu riêng nha các bạn. Nhưng mà sầu riêng chừng nào chín rồi mình mới bỏ vô, mình lấy cái nạc mình bỏ vô. Mình ăn rất là kỹ nè các bạn, mình đậy kỹ kỹ lại, mình không có để ngoài không khí, nó nhạy cảm với vi khuẩn, tại vì nó ngậy, nó béo lắm. Thì bây giờ mình bỏ nếp vô đây nè, cái sửng của mình đã bắt nước rồi. Vô đây mà một mình bà ngoại ăn là không hết đâu, ăn tới ngày mai luôn á. Cho bà ngoại bên cạnh ăn chứ. Ở đây thì nhiều bà ngoại lắm mày không. Bây giờ thì bé nó đã đi hết rồi, bà ngoại nhà lo dọn dẹp quần áo, sắp xếp rồi nấu ăn. Mình bỏ nếp vô đây mình trộn với đậu nha các bạn, trộn hết vô đây. Mà hồi nãy là mình đã có rửa đậu, ngâm nếp hết rồi đó. Mình rửa sạch lại rồi. Bây giờ mình bỏ vô mình nấu. Cái sửng này mà mình xôi ít thì chắc ngon lắm đây. Ít là các bạn có một lon nếp thôi đó. Mà hôm nay là ngày ăn chay, chắc bà ngoại ăn cơm nếp từ cơm quá. Ăn cơm nếp như một món ăn vặt cho các bạn. Đó, bây giờ mình bỏ vô đây một chút xíu muối nha các bạn. Gì thì mình cũng bỏ vô một chút xíu muối. Thứ nhất là mình ăn không hết thì mình để lại nó sôi, nó không có thiêu. Nó lâu thiêu đó các bạn. Nếu mà mình thấy là mình để cơm nếp hay sôi nó lâu thiêu là do cái đậu với là cái nếp mình vo cho sạch, vo bằng muối cho sạch. Nhưng mà khi mình nấu rồi mình dằn thêm tí muối nữa nha các bạn. Dằn thêm tí muối, nó không có mặn đâu, nhưng mà nó đã có một cái tiềm ẩn muối ở trong cái hộp nếp rồi. Bây giờ mình để cái khoảng trống chính giữa nè, giờ mình bắt lên nha. Bây giờ mình bắt lên đi, rồi chừng nào chín rồi mình mới trộn sầu riêng. Các bạn ơi, mình nấu ít cho nên xôi của mình nó nhanh chín lắm các bạn. Đậu xanh với xôi nó hòa quyện với nhau rồi các bạn thấy không? 100g đậu xanh là mình nấu một lon nếp nó cũng rời đó các bạn. Bây giờ mình bỏ cái chín xong rồi mình để cái sầu riêng vô mình trộn nha các bạn. Đây là sầu riêng mình tách ra rồi nè. Mình chỉ trộn như vậy thôi thì cái độ ngậy của sầu riêng và cái độ ngọt của nó cũng vừa ăn lắm các bạn. Một lát mình nếu mà mình cần thì mình ăn với muối đậu nha các bạn. Muối đậu phộng. Cái sầu riêng này nó đậm mà mùi lắm. Mình bỏ vô một ít thôi à, là nó cũng đã đủ cái độ ngậy của nó, cái mùi của nó rồi. Bây giờ mình trộn lên, rồi mình để cho nó nóng lên rồi mình nhắc xuống nha các bạn. Tại vì sầu riêng này, sầu riêng tự rụng mà bạn cho đó, nó cũng, nó hở cái phần vỏ nhiều lắm, mình không có dám ăn liền thôi các bạn. Mình chỉ để nấu chè, nấu xôi ăn. Hôm nay mình nấu xôi nè, mình trộn vô để nó có mùi. Thế là chúng ta đã được một cái món xôi sầu riêng nha các bạn.
cái món này thì ở Sài Gòn người ta bán nhiều lắm nhưng mà người ta không có cho đậu xanh vào. Còn mình thì mình có đậu xanh. Ăn cho nó không ngán. Đó, các bạn thấy không, mình bỏ sầu riêng vô là cơm nếp ở xôi này nó muốn nhão ra đó. Tại vì trong sầu riêng nó có độ ngọt. Rồi mình đậy nắp lại, mình cho nó sôi lên cái mình nhắc xuống nha các bạn. Đậy nắp lại cho nó nóng lại rồi mình nhắc xuống. Các bạn ơi, cái món xôi của mình làm chưa tới một tiếng đâu các bạn. Tại vì mình nấu có một lon nếp à. Mình để ra đây một chén để mình review cho các bạn. Còn phần này thì mình đem mình cho bà ngoại hàng xóm. Một lon nếp 100g đậu với 3 muối sầu riêng à các bạn. Một ít muối, rồi sẵn còn đậu mình để lên ăn cho nó ngon nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Sáng hôm nay mình cho bà ngoại ăn xôi đi, bà ngoại ăn suốt ngày cũng được vì là ngày nay là ngày ăn chay. Mời các bạn ngon miệng cùng mình nha. Chào các bạn, nếu các bạn thấy thú vị thì các bạn hãy comment nhiều lên nè, rồi like nè, rồi subscribe nha các bạn. Nhưng mà các bạn phải nhớ là qua cái kênh Khỏe Trần Sáng Tạo mở hàng cho mình nha. Chào các bạn, chúc các bạn ngon miệng cùng mình.